thưa cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Hai Vợ Chồng Mình. Cả nhà ơi, ngoài trời thì mưa mới vừa tạnh luôn. Và bây giờ hai vợ chồng mình hôm nay lại làm món ăn nữa nha. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm món bánh tráng chiên nha cả nhà. Bánh tráng này thì thường thường mình làm là giống như là mình nướng á, mình làm bánh tráng nướng. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt hơn là mình sẽ cuốn tròn nó lại và mình đem mình đi chiên. Hôm nay sẽ biến tấu thành một cái món mới lạ hơn xíu. Mình thấy rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị cũng đã làm cái món này rồi. Và hôm nay hai vợ chồng mình cũng muốn thử làm cho biết cái món này ăn sẽ như thế nào nha, có ngon hay không nha. Bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình. Nguyên liệu ở đây thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Ở đây thì mình đã chuẩn bị được hai bịch con ruốc nha, con ruốc khô nè. Bên đây là 30 quả trứng cốt. Hành lá thì mình đã sắc nhuyễn luôn rồi. Bơ, xúc xích. Và ở đây là một bịch bánh tráng này là mình mua bánh tráng không cần nhúng nước nha cả nhà. Bánh tráng này hồi mình trét bơ lên là mình có thể cuốn lại được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vô để mình làm. Trước khi cuốn bánh thì giờ mình sẽ cắt xúc xích ra làm đôi. Mỗi cây xúc xích như thế này thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Rồi mình ép vô cái bánh. Rồi mình chẻ làm đôi nha. Đây, cây xúc xích của mình chẻ ra làm đôi vậy là được. Mình để ngược qua dĩa. Tay mình rửa sạch rồi cho nên là mình sử dụng tay luôn, mình không có sử dụng bao tay. Mình mua xúc xích này là xúc xích lưỡi to nè. Cho nên là một cái bánh là mình để nửa cây xúc xích thôi. Rồi xúc xích đã cắt xong rồi, giờ mình sẽ bắt tay vô mình làm bánh. Đây, ở đây mình lấy một ít bơ. Đầu tiên là mình sẽ cho bơ vô. Mình dùng cái phần lưng của cái muỗng nè. Mình lấy bơ mình quết cho đều cái bánh. Bơ bỏ nhiều hay ít là tùy thuộc vào mình thích ăn nha cả nhà. Ai thích ăn bơ nhiều thì bỏ nhiều. Mình thì bỏ lượng vừa thôi. Bơ xong rồi mình sẽ cho lên đây một cái trứng cốt. Tán đều ra. Rồi mình cũng sẽ quết trứng cho đều cái bánh luôn. Bơ trứng xong rồi, bây giờ mình sẽ cho một ít hành lên. Tiếp theo là một ít con ruốc. Cuối cùng là mình bỏ một miếng xúc xích vô. Wow, cái xúc xích này nó bự hơn cái miếng bánh của mình luôn rồi. Rồi bây giờ mình cuốn lại nha. Mình cuốn vô. Đó, cuốn tròn cái cây xúc xích mình luôn. Đây, và thế là cuốn bánh tráng đầu tiên của mình cũng đã xong rồi nè cả nhà. Đó, một hồi mình sẽ đem mình đi chiên nha. Rồi cuốn xong mình để qua đây. Tiếp tục thì mình cũng sẽ bỏ một miếng bơ lên, quết cho đều ra. Rồi tiếp tục mình cũng sẽ cho lên một cái trứng, quết đều ra. Một cái bánh là mình sử dụng một trứng cút mà cả nhà ơi, là vừa đủ. Tiếp tục thì mình cũng sẽ cho hành. Con ruốc. Và cuối cùng vẫn là một miếng xúc xích. Rồi cuốn lại. Ồ, cái bánh tráng của mình ngay đây nó bị lủng rồi. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây, cuốn thứ hai của mình cũng đã xong rồi nè.
ép cho cái mí của nó dính lại nha. Đây cả nhà ơi, cuốn thứ hai của mình đã xong rồi, để chung qua đây. Giờ cứ tiếp tục theo trình tự này, mình sẽ quấn đến hết số xúc xích luôn. Sau một khoảng thời gian thì mình cũng đã quấn xong hết rồi nè cả nhà ơi. Ở đây thì mình được 10 cuốn nha, 5 cây xúc xích mình ra được 10 cuốn rồi. Bây giờ mình sẽ đem mình đi chiên. Bên ngoài thì trời đã mưa luôn rồi, mình đem vô trong nhà mình chiên nha. Hôm nay thì mình sử dụng bếp còn để mình chiên bánh. Rồi dầu của mình đã sôi rồi, bây giờ anh Khoan sẽ bỏ vô anh chiên giùm mình nha cả nhà. Wow, cẩn thận nha anh ơi, có chừng phỏng à, để vô. Coi chừng cái kia nó khét nha anh. Không sao đâu. Đây cả nhà ơi, nó phì lên kìa. Bỏ vô, bỏ vô. Chở thử cái đã. Chở đi anh ơi, lăn đi. Để hồi nó dính đó, coi chừng nó dính đó. Vô tới đó còn dính đó. Chở qua, chở qua. Sao nó đã chưa? Phồng cái bánh tráng lên. Đẹp quá em. Nó thành da cá sấu rồi. Rồi tiếp tục, anh Phan sẽ bỏ vô. Một cái chảo này chiên được mấy cái đi anh? Giờ chiên 2 lần đi. Một okay. Lần sẽ không hết đâu. Một lần 5 phanh đi ha, ít 5 cây đi. 5 cây đi. Ok. Lăn qua, sắp sắp coi được không, bỏ vô luôn anh ơi. Đó, chống chảo rồi đó, chiên vô luôn. Chiên hai bên hai đầu nữa nè. Chiên bỏ hết luôn. Ok. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Dầu sôi lửa bỏng. À, anh trở cái mình xích nó vô được rồi, nó hết dính rồi. Nó co lại. Nó phì lên đã quá. Đẹp quá à. Đó, cái đó anh trở nữa được rồi đó. Trở qua, trở qua. Lăn qua lăn lại. Đầu bên đây còn được cái nè anh. Rồi rồi, bên trở cái. Wow. Vô luôn. Mình thấy thơm thơm rồi đó cả nhà. Vô luôn. Đó, nó hết dính nhau rồi. Đó, còn cái nữa cho vô luôn. Vô đầu này đi. Vô luôn. Cái cuối cùng, tính chiên hai lần mà cuối cùng cái chảo mình nó cũng khá là to đó, cho nên là 10 cây mình chiên một lần luôn. Hè hè, em thấy là em thèm tới rồi đó. Em ăn được mấy cây đây? Cái này hả? Hên xui. Giờ mình sẽ chiên cho nó vàng hết luôn nha cả nhà. Đây mình chiên nãy giờ thì cũng có một số cây nó vàng rồi nè cả nhà. Giờ anh Phan sẽ gắp ra. Wow. Rồi bỏ qua một cái rổ có để khăn giấy thấm dầu. Cái nào vàng thì gấp ra đi anh ơi. Được chưa? Được rồi. Gấp ra luôn. Gấp ra, gấp ra coi chừng khét. Nó vàng đẹp quá. Wow. Mà lem mà lem. Anh Khoa sẽ gấp ra hết luôn. Wow, thèm quá, chưa? Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Còn cây cuối cùng đợi cho nó vàng luôn. Rồi mình đợi cây này. Rồi mình đợi cây này vàng mình gấp ra luôn nha. A few moments later. Sau một khoảng thời gian thì hai vợ chồng mình cũng đã chiên xong cái dĩa, cái này là gọi là gì anh? Bánh tráng cuộn chiên. Bánh tráng cuộn xúc xích chiên hả? Cái tên hai vợ chồng. Nhìn đã chưa, có những cái mình cắt ra rồi nè. À, cuối cùng thì cũng đã xong rồi anh ơi. Wow, ăn cái này là phải có nước ngọt nha. Ăn đồ chiên ta phải uống cái gì giải nhiệt một xíu chứ. Cái này giải nhiệt. Còn không phải ý em á, ý em là ủa phải uống cái gì giải nhiệt xíu chứ, cái này anh chơi cho uống nước ngọt nữa. Cái này nóng phải... cộng nóng luôn thôi cậy. Cái thích cái độ độ ngon của nó. Mưa lờ nữa cả nhà ơi, chiên xong nãy giờ tạnh giờ mưa nữa rồi. Rồi cả nhà. Wow.
wow. Muốn bẻ cái cổ họng luôn. Đã. Đây mời cả nhà. Rồi, em ăn bên này. Anh ăn bên này. Nhiều người mâm nha. Ê, mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nữa cuốn bánh tráng cuộn chiên giòn. Thì mình ăn mình không chấm trước là xem sao. Rồi em phải chấm ớt, phô mai. Ủa, cái này là gì? Mezzone. Trộn lên. Ống hộp. Thơm. Béo. Ở trong thì nó dẻo. Hơi dai. Ở ngoài thì giòn. Ăn cái đủ hơi dưới. Cái mùi con guốc á. Làm anh rất là thích. Phải chấm thêm nữa cả nhà. Cái này phải chấm thêm nó mới vừa. Chấm thêm nó mới vừa. Nó có vị béo béo của xúc xích nè. Một bơ xúc xích. Nhiều hướng này quá ta. Nói chung ai muốn ai thích ăn lạc lạc thì ăn như thế này là đã được rồi nè. Tại vì trong xúc xích nó cũng đã có gia vị đúng không? Trong con guốc cũng có luôn. Ngon cả nhà ơi. Cái này mình đi nướng lên thì nó cũng ngon theo cái việc nướng. Nướng thì nó sẽ giòn đều cái bánh hơn. Còn ăn chiên thì nó chỉ giòn ở lớp ngoài thôi. Chiên ăn nó đã hơn. Cắn cái được nhiều. Nhưng mà đặc biệt ăn chiên thì nó có dầu mỡ nhiều hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó hơn ở chỗ đó rồi. Bên này luôn đi. Mình cho hết mầm được. Thành nướng thì nó không có dầu mỡ. Mình ăn vậy thì nó nói chung là mỗi cái nó mỗi vị ngon khác nhau đi. Chiên nó béo, cảm giác nó béo hơn nữa. Nhìn bánh tráng cắn vô nó tan liền. Nó không bị dai. Mưa lớn nữa rồi cả nhà, mưa cả ngày luôn. Mưa ghiếp hết biết đường nào né luôn, chơi tới luôn. Mưa thì mình làm đồ ăn. Được hết á. Mưa mình không đi đâu được thì ở nhà mình làm đồ ăn thôi. Trên mưa mình không đi tắm mưa ha. Ngập á, bệnh. Bệnh rồi còn gì nữa. Đúng rồi, anh nói anh đang ngập. Wow. Món này mình biết là những bạn trẻ, những trẻ em rất là hết luôn. Rồi giống bánh, bánh tráng cuốn rồi. Anh làm phải hình cuốn nữa. Em hình cuốn nè. Giật, nhấp nhấp. Đang nhai. Ngon. Tự làm tự khen luôn. Ngon. Ngon, mà ngon thiệt mà. Này mình chiên ra mình để nãy giờ cũng được một lúc rồi cho nên là nó bớt đi cái độ giòn rồi, chứ mà mới chiên lấy ra thì rất là giòn. Nãy mình lấy ra là lúc mới lấy ra nó giòn. Mình thích cái lớp mà nó áo ngoài hơn là cái trứng á. Cái vị xúc xích thì nó có vậy thôi, nhưng mà cái lớp vỏ ngoài nó rất là nhiều rồi đó. Hành nó thơm. Bởi mình mua cây xúc xích bự, mình để mỗi một cuốn gì là nửa cây xúc xích thôi, chứ để nguyên cây xúc xích là ăn ngán hết. Để vừa thôi. Này nhờ mỗi cái một thứ, nó bộ rồi cũng rồi. Là kiểu cọ. Cọ chưa. Hết một dĩa rồi. Thấy một triệu rồi. Guốc nhiều ngon ha, em bỏ ăn guốc nhiều nè. Cái này dễ ăn lắm. Trong con guốc nó có gia vị mà ăn này nóng không? Nóng á. Được chiên mà. Uống nước này vô cho nó mát rồi. Mát liền lúc đó. Nóng sau đó. Dừng ha. Ăn này nó khô quá. Em thấy ngon mà. Anh cần phải có nước. Em thì lại thích. Tại anh kêu uống chơi vậy. Vừa đã. Lấn xanh đi em ơi. Ăn nữa không? Em nãy giờ em lấn đầu tiên rồi cho anh nè. Đây, cảm ơn em. Không, không cho đâu. Gì vậy? Hết không? Cho anh nè. Chơi luôn, sợ gì mưa ơi. Chơi luôn đi anh. Chơi tới đi anh. Để chị ăn luôn đi, tính mẻ rồi. Để chị ăn luôn đi. Đó, nó tụt xuống rồi, tụt hơn khúc rồi. Nó dịch rồi đó. Dịch rồi đó. Món này có thể ăn nhiều được. Để anh rút cái xúc xích ăn nào. Dễ không ngon luôn. Anh muốn ăn cái vỏ. À là cũng xúc xích bỏ hả? Rồi ai ăn? Anh ăn cái xúc xích trước, còn nó dở không? Ăn độc lạ hơn ta. Cái bơ nó đã ngon rồi. Bây giờ mình thêm cái mayonnaise vô nữa. Béo tăng lên.
bỏ không bỏ không à. Mà còn nó đi chơi. Chạy mưa nó đi gì không? Ý là nó đi chơi, ý là nó như con heo vậy. Mình không cho nó lên luôn. Cho nó nghỉ luôn. Cái vỏ không có cảm nhận được cái từng cái con khô á. Con tôm khô chứ vậy. Cả nhà. Để mình nuốt xong rồi mình nói. Cái bánh tráng này nè, mình có tráng bơ nè, rồi mình bỏ thêm một lớp trứng lên nữa, cho nên là mình chiên á, cái độ thấm dầu của nó rất là ít. Có một clip là mình làm bánh tráng mà bông á, cái bông mình cắt thử mình chiên bánh tráng không thì nó rất là thấm dầu luôn nha, nó rút dầu vô cái bánh tráng là không ăn nổi luôn á. Một cắn vô một cái là một họng dầu luôn. Mà trong khi cái bánh tráng này là mình quết bơ rồi chiên cái này gia vị vô nữa, cái nó không làm như nó không có rút dầu được, mà ăn nó lại giòn, nó lại ngon. Em nhắc cái đó anh mới nhớ là đỡ quá nè. Cái bánh tráng chiên ra thì nó rất là đẹp, như cái bông vậy đó. Tại vì mình cắt, có một clip là mình cắt bông xong rồi mình chiên, cái nó phình ra rất là đẹp luôn, nhìn thì rất là bắt mắt luôn, nhưng mà ăn thì no 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 nha. Quá thấy dầu à. Nó vẫn giòn nhưng mà dầu quá, ăn không được. Nữa ơi, anh thấy một cuộn anh rồi. Nữa chứ. Em ăn còn lẻ, anh ăn cũng nguyên, cũng vậy thôi. Bỏ cơm buổi chiều à. Bỏ ăn cơm. Khoan cứ ngạt ngạt mũi tình mưa hoài. Trời mưa lạnh lạnh làm dễ ngạt mũi. Dạ em mới thật sự làm khác á. Anh uống chơi vui với anh làm cái khác. Uống chơi là ăn dở xuống hả? Chứ mình ăn cái gì cũng vậy, ăn là phải đi đâu chứ uống. Bây giờ ta mới có câu là ăn uống á. Rồi mình ăn cái này cũng có chất mà anh. Ăn uống nè. Từ ngủ hả? Thích nè. Hành nè, có rau nữa nè, thấy không? Rồi có tinh bột nữa nè. Cái này ăn bánh tráng cuộn thôi. Vậy là ăn này bỏ cơm. Nữa đi suy nghĩ nha. Ngon, em thấy ngon. Quá rồi nữa. Vô cay cay rồi nó ngon. Dạ, mình phải nhâm nhi thưởng thức được cái vị béo ấy. Ăn phải từ từ từ. Chưa đâu chứ. Đúng rồi đó. Yeah. Wow. Ai vậy à, ăn giờ ăn thêm nửa cuốn nữa. Ăn mà phải nghiên cứu. Ăn xong rồi hả? Tới cục cuối cùng là cũng ngán luôn à. Lát ăn nữa sẽ ngon. Ngồi đói ăn nữa là sẽ ngon. Còn 4 cuốn cả nhà ơi. Vô cái. Vô. Ngoài. À, ngon quá. Wow. Thật là không uổng công khi làm cái món này. Một món ăn vặt mà rất là nhiều người thích. Và rất là ngon. Làm như thế này xong rồi mình đem mình đi nướng cũng được, chiên cũng được. Vừa thơm, vừa béo, vừa ngọt, đầy đủ hết. Thật ra là mình làm gì chỉ có cái trứng nó sống chứ gì. Đúng không? Đúng rồi. Chứ nhưng còn mà mọi thứ là mình ăn được hết rồi. Nhưng mà mình tính ra mình chiên lên nữa là xong. Mọi thứ đều chín hết luôn. Nhưng mà thêm bộ độ giòn nữa, được về độ béo của mình chiên. Độ giòn ngon. Thôi, hai vợ chồng mình ăn no luôn rồi cả nhà ơi. Hôm nay là ăn gần sạch mâm luôn rồi. Còn 4 cây thôi, chừa tối ăn tiếp. Rồi coi như là xác định là chiều nay hai vợ chồng bỏ cơm nha. Thôi cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại.